Ayo, hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là từ từ đường phố đây, rất vui gặp người nha. Xin chào tất cả anh em của game Hải Tặc Đại Chiến nha, lại là mình đây từ từ đường phố đây, rất vui gặp các bạn. Ok, ở clip ngày hôm nay chúng ta sẽ lại đi đến hai vấn đề ạ. Đầu tiên thì không biết anh em đã vào xem video lúc trưa để nhận ạc ACE chưa, lúc hôm qua mình có quay ra một con ạc của ACE và rất là nhiều từng S, không biết anh em đã nhận chưa, chưa thì tranh thủ vào mà nhận nha. Vấn đề thứ hai thì chúng ta sẽ điểm qua event và review tướng Sanri SS mới ra. Đồng thời thì mình sẽ lập thêm một vài con arc để săn tướng AC tặng cho các bạn luôn. Hôm nay thì mình chắc chắn là sẽ chưa chơi vui chơi sự kiện nhá. Đây dù rằng con arc này đã thừa để ăn full sự kiện rồi nhưng mình chưa tính vào ngày hôm nay anh em. Đầu tiên sẽ nhận quà quà trước này. Hai thùng bia các kiểu anh em, nói chung là cũng ngon. Chúng ta sẽ điểm qua bên sự kiện trước khi điểm qua tướng Sanri nhá. Chào mừng 20 tháng 11, đêm hôm qua lúc ở tối hôm qua nó tặng cho quà 20 tháng 11 là 5 thùng bia. Một tướng S ở hệ nhanh nhẹn mình không nhớ tướng gì nhưng mà đâu. Mình chỉ cho các bạn quên, phải nói không hiểu anh em lại bảo không biết. Đây hôm qua nó tặng cho Lamy tướng S nữa anh em, cộng với một túi tiền mình nhớ là vậy. Không biết anh em nhận chưa, chứ hôm nay là nó không còn nữa nhá. Đây sự kiện hôm nay không còn nữa, bây giờ toàn sự kiện lạp thôi ạ. Tuần này thì có tiêu kim cương ạ, có tiêu kim cương này. Tuần trước mình không biết tích kim cương này mà tiêu anh em, ý thật luôn. Ở mốc 15k nhận được Megan Lan S này, con này ngon này. Tiếc cái mình không đủ kim cương rồi, chả biết làm sao giờ. Thì vẫn còn sự kiện vòng quay may mắn, chiêu mộ đặc biệt cho các thứ anh em. Đây đặc biệt, chiêu mộ đặc biệt thì hôm nay chắc tuần này mình sẽ ăn bun luôn ạ. Đây, đấy, tuần này sẽ cố gắng, không phải cố gắng mà phải ăn bun luôn anh em, thừa rồi. Ngoài ra thì có bốn lá nhá, anh em có thể đi đổi đồ, mình cũng sẽ đổi nem ít. Tùy các bạn thôi, anh em thích đổi đồ nào thì đổi. Mình thì mình đổi đơn giản lắm, mình chỉ đổi những món mình cần thôi. Đây, một cái mình đang cần này. Hai cái mình đang cần này. Ba cái mình đang cần này. Đó, và cuối cùng là thùng xếp này, bốn cái mình đang cần. Đó vậy thôi, mình chỉ đổi như của mình như. Có giới hạn không? Ô. Ô vậy thì đổi thùng bia ngon hơn. Hết rồi anh em. Rồi. Vậy thì cố gắng đổi thêm cái này một lần nữa này. Cái đồ này là tí mình để tí mình kiếm xem. Ngoài ra thì có chiêu mộ tướng nhé các bạn nhá. Chiêu mộ tướng nhận được cốc bia vàng cộng với đồ rất là ngon. Full hết anh em nhận được cái này rất là ngon ạ. Quên. Ngoài ra bên sự kiện tháng nó lại mới phục hồi lại nhá. Anh em tranh thủ làm mình nhận này. Săn thêm quà cáp các thứ. Đấy, săn thêm kim cương các kiểu ạ. Mình đang định bảo tiệm đồ. Ủa làm sao được kiếm cỏ bốn lá nhỉ anh em nhỉ? Ở đây các bạn nào biết chỉ mình với. Cái cỏ bốn lá này nó ở trong phần trang bị. Bán trang bị đi à? Túi đồ. Rồi mình thử bán coi, xem có phải bán trang bị không nhá. Bán trang bị là được vàng ạ. Thôi cái cỏ bốn lá này nghiên cứu sau đi. Hay là ghép đồ lên ta, thử ghép lên coi nào. Đại khái mình cũng chả nhớ cái cỏ bốn lá làm như thế nào nữa để nhận ạ. Bạn nào nhớ thì chỉ mình với nhá. Cảm ơn nhiều. Qua nào. Vòng quay may mắn. Thôi để đủ luôn, hôm sau chơi luôn một đống sự kiện luôn anh em. Tiếp theo ta đến với tướng Sanri. Đây là một tướng SS mới ra. Đây, chúng ta sẽ vào phần tướng để xem cho nó dễ. Đây, Sanri LVG. Đây là một tướng SS mới ra anh em. Sanri thì được mệnh danh rất là mạnh trong phim rồi. Mình có xem qua một vài tập rồi mình cũng biết. Chân quỷ là tuyệt ký của nó anh em, gây sát thương 200% công cho 4 kẻ địch ngẫu nhiên và thiêu đốt chúng 150 công trong 5 lượt đồng thời. Những mục tiêu đó có 500 bị sợ hãi trong 2 lượt. Uầy, con này tính ra là ngon anh em, đi với AC là tuyệt vời luôn á. Đa tài đa nghệ này, tăng cho bản thân 25% công, 40% máu và 30% miễn dịch anh em. Kỹ năng đầu bếp khi vừa ra trận có 50 tỷ lệ gây sợ hãi cho tối đa 3 kẻ địch anh em trong vòng 2 hiệp tỷ lệ được mục tiêu. Gì anh? Nghiệp diệp mỗi lần gì? Mỗi một đợt gây thiêu đốt 100%. Uầy. Ôi địch đang bị thiêu đốt, ngon anh em, tướng là chúc tướng ngon đấy. Ok. Chúng ta cũng đi xem có tiêu điểm của tướng luôn nhá. Ok, chúng ta cùng đi xem tiêu đề tướng hôm nay anh em. Hải Tặc Đại Chiến. Nói chung thì bên game nó cũng có một dàn ekip mình thấy cũng khá là ok. Khi một khi ra tướng mới đều có một cái video riêng. Đấy. Chúng ta cùng xem Sanri LVK ạ. Đấy, cú đá tử thần các kiểu anh em. Nhìn rất là bắt mắt. Ok, giải trí một tí luôn cho nó vui.
Cú chà cú đá, nhìn xịn xó nhờ. Kinh, bốc cháy luôn ạ. Dạng SS, về sau nhiều tướng lắm đây. Nói chung chúng ta cứ từ từ, mình nói rồi, mình giờ arc này cứ để test đấy anh em. Còn đâu chắc về sau kèo game nó cập nhật độ khoảng đâu đó vài chục chân quỷ này. Thiếu đốt anh em này, các bạn để ý xem nhá. Đấy, thiếu đốt gây sợ hãi này. Tiếp theo là kỹ năng đầu bếp. Cái này chắc tự book thôi. Nghiệp diệp. Đấy, phải... Ui, thiếu... Ui, toàn bộ luôn anh em. Con này đi với Asen là tuyệt vời luôn á. Tướng này kết hợp với Asen là coi như đúng bài luôn ạ. Đấy, bây giờ Asen thì đừng nói vứt nữa anh em. Bây giờ Asen có đồng minh rồi. Đấy, giờ đi với nhau thì tuyệt đỉnh luôn. Ui, nó gây thiếu đốt cả đội luôn ạ. Cái này đi với Asen thì đúng gọi là ngất ngây ở đâu nữa. Quá đỉnh luôn anh em. Con này đi với Asen là quá đỉnh luôn rồi đó. Tuyệt vời ạ. Tuyệt vời trên cặp tuyệt vời. Đây, chúng ta còn đang được giao xem một trận nữa đây ạ. Ok, xem xong tiêu đề tiệm nhá, tiêu điểm của tướng nhá. Chốt cuộc là luyện nó ở đâu nhỉ? Mình vẫn đang muốn kiếm cây để mà ghép lấy đồ anh em, lấy cỏ ba lá. Nói chung bạn nào biết chỉ mình với nhá. Còn đâu sự kiện này thì xem qua nè, chúng ta xem thùng bia thì cũng chưa đủ anh em, mình còn thiếu mất 17 thùng bia nữa. Tích nốt để đủ thùng bia đây anh em. Nói chung đủ thùng bia rồi đủ các thứ thì mình sẽ chơi một thể. Đầu 80, cái này chắc cũng quất 80 thùng thôi anh em, 80 thùng bia này. Hôm sau săn là nhanh nhẹn này. Ui, tuyệt vời đấy. Vì video này cũng quá dài rồi nên là thôi, để hôm sau cho dành riêng cho nó một video riêng luôn anh em. Mình sẽ một video riêng ăn pool sự kiện các kiểu. Và bây giờ chúng ta sẽ qua server mới nhập arc và săn tướng AC sẽ ở server mới nhá. Ok, chúng ta cũng qua server mới nào. Ok, đây con arc đầu tiên nha các bạn nhá. Like và sub kênh nha anh em. Một ạ. Đấy. Các bạn đọc thì nhớ nha, mật khẩu các thứ in khuôn ạ. Các bạn cũng nhớ like, subscribe kênh giúp mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Đó, mong rằng anh em sẽ ủng hộ kênh để kênh có thể sớm phát triển hơn ạ. Sớm lên được cái nút bạc của YouTube anh em có tí thành tựu trong cuộc đời. Ok, mình cày đây nha. Ok, giờ chúng ta sẽ nhập code nha các bạn nha. Bữa nay nhập code khá là ngon. Nói chung bây giờ anh em có server với mua đua thì mình thấy khá là dễ kiếm ASE. Bởi vì bây giờ anh em như hôm qua các bạn đã xem video chưa? Nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn tranh thủ xem video chưa đó. Mình kiếm được đến tận 23 thùng bia luôn ạ. Giờ 14 code mà bây giờ game nó tận 14 lại thêm một code nó hết hạn rồi, vậy là còn lại thêm một code nữa hết hạn rồi anh em ơi, vậy lại là còn 12, vẫn lại còn 12 code rồi anh em. Buồn đấy nhờ, đến giờ phút này lại còn 12 code nha. Code cứ hết liên tục ạ. Không sao, ngày mai kiểu gì hôm nay hoặc là ngày mai nó lại sẽ cập nhật code mới thôi. Có code mới cái mình sẽ lại săn và tặng cho anh em ngay, các bạn không phải lo lắng gì hết. Riêng gì chứ kênh mình là cập nhật code 24/24 ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhá. Thời gian của video trên kênh nó là vào khung giờ đó là trưa và chiều ạ. Vào lúc 11:10 trưa và lúc 15:30-20 chiều ạ, là hai video hàng ngày. Đó là dành cho anh em nào yêu thích game hải tặc đại chiến cũng như yêu thích mình thì nhớ đăng ký kênh và bật chuông lên để có thể theo dõi được các video mới nhất cũng như sắp tới từ mình. Nói chung ngày nào mình cũng sẽ cập nhật video nên là anh em yên tâm, chỉ cần có code mới thì chắc chắn là anh em sẽ chỉ cần xem video là các bạn sẽ cập nhật được code mới. Và gần như ngày nào mình cũng sẽ lập arc mới và mình săn AC cho anh em. Nên là các bạn theo dõi video thì may mắn thì các bạn, nếu mà anh em nào cần quà mở server mới chơi thì lại có arc để chơi luôn ạ. Mình luôn luôn làm mọi thứ để free cho anh em. Nó thay vì bây giờ mình đi săn một con arc đó, xong rồi bán cho các bạn để được 20-30 nghìn thì thôi, mình để đấy mình tặng cho các bạn luôn. Ở video chưa có một con arc có AC đó, anh em nào lấy chưa? Chưa thì tranh thủ vào mà lấy nhá. Đấy, giờ quà rất là ngon ạ. Đây 5 thùng này, 6 thùng này, 7 thùng này. 7 thùng rồi. Đấy, 7 thùng là 9 thùng. 9 thùng 12 thùng. 13 thùng. 14 15 thùng bia anh em. Đây. Nhận phát 15 thùng bia anh em, 35 thùng bia vàng, cốc bia vàng nữa. Đấy, quá ngon lành luôn anh em. Đấy, 15 thùng bia nhá. Đấy, xịn sò con bò luôn ạ. Chúc mặt hình phát chơi vui ạ. Bây giờ bây giờ qua server mới săn thì mình nói thật là quá dễ luôn ạ. Quá ư là dễ luôn. Để xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiêu mộ trước. Bây giờ lại sự kiện. Bây giờ lại sự kiện cốc bia vàng nhờ. Không bán nhờ. Cỏ 4 lá chứ quên. Sự kiện cỏ 4 lá anh em. Săn gì S này. Quẩy mà giờ mà vào săn mới đợi ra được săn gì anh em. Hợp lý nhờ. Đúng rồi đấy, hay là giờ chúng ta đi đập nick nha em. Được anh nhỉ. Mình chợt nhớ ra là con Sanri mới ra nó ở dòng này luôn ạ. Nó cũng là dòng tấn công.
Uầy, có anh em nào săn ra chưa? Chúng ta thử đi săn biết đâu lại ra. Mình sẽ x10 sau đó mình sẽ x1 ạ. Bây giờ có tỷ lệ ra NS cao bởi vì anh em có nhiều lần rút mà. Uầy. Được đấy, để mình đi săn luôn ạ. Mình sẽ đi săn A-xe đồng thời săn luôn cháu Sanji mới ra. Uầy, ra Sanji thường thôi à. Hoán đổi này, 1k2 điểm anh em. Hoán đổi coi. Thề muốn hoán đổi ra một lần để chứng minh cho các bạn thấy quá trời. Quay video hoán đổi miết hôm sau ở con nạc chính của mình ngày mai. Ngày mai mình sẽ tiêu đâu đó 80 thùng bia anh em. Mà giờ mình đang còn gần 6k điểm nữa. 80 thùng bia chắc phải gần chục k điểm. Mình sẽ làm một cái video để hoán đổi xem liệu có ra được hay không. Ok, để lập tiếp con nàng nữa nha. Hôm nay nhất định để săn xem có được ra A xe là Sanji mới không. Tiếp tục con nàng tiếp theo đây nha các bạn nha. Đó, cảm ơn đã xem video. Đó, cảm ơn đã xem video không giống rất nhiều anh em nhìn ký này 31 mật khẩu y quyên và Gmail cũng y quân ạ. Ok, mình sẽ thêm con số 2 ở tài khoản nữa. Không được à? Vậy thì mình sẽ thay vào con số 1 luôn, 311 ạ. Rồi, giờ mình sẽ cày và nhập cốt xong mình sẽ quay cho anh em nhé. Ok, xong nào. Tiếp tục con nàng tiếp theo anh em. Để xem hôm nay liệu có săn được ra một cháu Sanji SS mới không, hoặc là biết đâu lại săn ra được một cháu ACE mới cho các bạn để tặng luôn cho con nạc này cho anh em. Tài khoản mật khẩu thì mình vẫn để ngay từ đầu đoạn đầu đấy nhá. Các bạn nào muốn lấy thì cứ lấy. Còn đâu anh em nào đã không lấy thì đừng có vào phá đấy, bây giờ mình nhắc luôn ạ. Chứ có một số bạn vào phá mình cũng chịu luôn á. Uầy, mất công người ta đi săn, người ta đập ạc đi săn, các bạn nghĩ tạo một con nạc nhanh đấy, mình nói thật với các bạn, tạo một con ạc. Anh em cứ ngồi tạo các bạn đã biết, vừa tạo ạc nhập cốt các kiểu nữa. Đâu đó nó phải rơi vào độ khoảng 10 phút, bây giờ phải tầm 10 phút ạ. Nếu mà máy còn bị lag nữa thì thôi luôn đi ạ. Nó mà săn khó lắm mới ra được tướng SS chứ đâu phải không đâu. Ui, nhiều bạn vào phá mình nói thật, chả biết nói gì luôn á. Không chơi thì thôi, để cho anh em khác chơi. Đó. Chứ đừng có vào phá nhá. Đó là mình dành riêng cho những bạn mà hay thích vào phá ạc ạ. Đó, nếu các bạn không muốn chơi thì đừng có vào phá. Ui. Hôm nay ít hơn, vẫn ít thùng hơn hôm qua nên khó, vẫn khó săn hơn phải. Hôm qua mình làm 23 thùng bia, một phát săn luôn ra, nổ luôn ra xe, dễ dàng luôn, 2 lần x10 là ra thôi. Quên sau rút 80 lần không biết như thế nào nhỉ các bạn nhỉ, mình cũng đang cảm thấy hứng thú với 80 lần ạ. Đang cảm thấy hứng thú thật sự với 80 lần rút, không biết là liệu có ra được không. Quay giờ nổ ra Sanji nhỉ. Vời luôn á. Ok, để mình làm thêm con ạc nữa nhá. Làm thêm một con nữa đi, hôm nay 3 ạc luôn đi, xem có ra không. Người ta bảo quá tang ba bận mà, thử xem lần nữa xem sao. Ok, con nạc tiếp theo đây nha các bạn nhá. Hí anh em. Đấy, tiểu từ đường phố 21 ạ. Đây các bạn nhìn nhá, 11 giờ. Đấy, giờ mình cũng sẽ lập con nạc này rồi, mình sẽ cày cho anh em xem, để xem một con nạc cày sau khi mình nhập cốt xong nó hết bao nhiêu thời gian luôn ạ. Đấy, dành cho nhiều bạn mà cứ thích phá thì mình để cho bạn xem luôn. Tốn thời gian thật sự ạ. Giờ mình cày nhá. Ok đây các bạn. Đó, mất 8 phút nhá. Đấy là mình mới nhập cốt xong ạ. Giờ bắt đầu bây giờ mới lại bắt đầu mới nhận quà. Đó, giờ mình lại nhận quà anh em. Rồi bắt đầu mình tiêu phí. Đó các bạn thấy không? Gần 10 phút mới được một con nạc. Mà còn chưa chắc đã ra được A xe ạ. Đấy, nó còn vậy cơ, chưa chắc đã ra được từng S để cho anh em cơ. Thế mà tự nhiên ra được con nạc, nhiều bạn vào phá mình cũng chả hiểu. Thôi, ở clip này thì mình mong rằng sẽ không có bạn nào vào phá nữa, bởi vì mình cũng hay siêng, mình hay rảnh, mình hay nập ạc thêm cho anh em. Thì mình mong rằng anh em cũng đừng vào phá nhá. Cho những bạn không hay có thời gian thì còn có thể lấy ạc về chơi ạ. Lần này thì mình chắc mình sẽ chiêu mộ x1 đi anh em. 16 lần x1 xem. Uầy, kit này, lại được con ạc nhiều S ngon này. Ra đi nào, là ra đi nào, ra đâu rồi, là ra đâu rồi. Cho xin 1 SS nào. 1 SS bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi, thôi không có bạn bè gì nữa rồi anh em. Khỏi bạn bè rồi, nhìn cái này là khỏi bạn bè rồi. Tiếp tục lại Luffy ạ. Lại mang Luffy lên hoán đổi ạ. Ra đi nào, một lần thôi, một lần trong đời thôi, ra đi. Mình thề mình phải hoán đổi, nhất định mình phải hoán đổi ra một con tướng SS ở trên video, nhất định là vậy ạ. Để chứng minh được những lời mình nói là đúng ạ. Không nhiều bạn cứ vào phản biện, mình không biết làm sao để chứng minh giờ. Ok, nhưng thôi, clip này chắc cũng xin phép kết thúc đây thôi anh em. Nó cũng đã quá dài rồi. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nhé. Các bạn nào hứng thú với code của Hải Tặc thì nhớ đăng ký kênh nhé, để có thể nhận được các video mới nhất cập nhật code hàng ngày của mình trên kênh ạ. Và xin cảm ơn anh em đã dõi theo video của mình. Nhớ để lại cho mình một like và một share nhé. Cảm ơn nhiều, bye bye, chào và hẹn gặp lại.